Xin chào mọi người, chào mừng đến kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu của Bolene. Bây giờ mình sẽ vào video để được về chi tiết của cái túi này luôn nha. Ở đây, trên đây mình là một cái bóc của thằng Bolene mọi người ha. Cái bóc của nó giống như là cái bóc mà lúc mà các bạn văn phòng mà bị đuổi việc đó mọi người. Đó, nó giống y chang này nè. Và nó làm thiết kế rất là hay mọi người. Nó làm kiểu giống như là có những cái kiểu giống như là lúa mọi người ha. Nhìn rất là đẹp ha. Thì cái em này nói chung là cái hãng này nó cũng mới mọi người, chứ nó không có phải là quá cũ mà nó mới hot đây thôi mọi người, thành ra là mình muốn review cho các bạn xem á. Ở bên trong thì mình cũng sẽ có một cái dust bag nè, và nó có chữ Bolene mọi người ha, cái này tiếng Pháp mọi người ha. Cái túi này ta gọi là cái túi gì ta, cái túi bánh gì ta, bánh dim sum á mọi người. Đây, đây là cái dust bag của nó, giống như là cái dust bag của cái thằng Jack Mart thì mọi người, nhưng mà có vẻ thì nó sẽ chắc chắn hơn mọi người, nó sẽ mềm hơn, nó không có bị khô cáp giống như là cái thằng Jack Mart. Và ở bên trong nó cũng sẽ có một cái lớp nhung mọi người ha, để bảo vệ cái túi của mọi người. Và hôm nay mình có một cái em này phiên bản size mini mọi người nè. Đó, các bạn nhìn nó giống như là cái bánh bao không, thấy cái bụng cái bánh gì đó, cái bánh mà dim sum đó mọi người. Đây, thì nó là một cái túi gọi là da mọi người ha, kiểu như là nó sẽ thiết kế theo kiểu như là nó sẽ may lại mọi người, nó may và nó bóp lại mọi người ha. Cái em là size mini, mini thì mình thấy nó tầm khoảng 20 mấy rồi. Thì các bạn mua cái size lớn nó sẽ rất là to. Cái này ở ngoài mọi người nó sẽ cái màu cái kiểu giống như là màu màu sống xám mọi người, sống xám đó mọi người, nhìn rất là đẹp. Nó sẽ có kiểu như là da may lại mọi người nè ha, hai bên đều giống nhau luôn. Và cái phần này các bạn thấy không, nó sẽ không có cái chữ Bolene, nhưng mà ở dưới đây nó sẽ có chữ Bolene nè. Đó, hai bên hông cũng sẽ có hai cái móc để các bạn đeo mọi người ha. Ở bên dưới thì nó sẽ là bốn phần may lại, nó không có những cái phần tán đinh nào mọi người. Và nó sẽ có một cái dây để các bạn đeo nè. Và cái dây này các bạn nó sẽ không phải là cái móc dạng như là móc để mà gắn khóa mọi người ha. Nó sẽ móc vô cái kiểu như là da luôn đó mọi người. Bên trong mình sẽ có thêm một cái tag của nó mọi người. Đây, cái tag của thằng Bolene mọi người nè. Và cái miệng của nó mọi người thì nó sẽ hơi nhỏ. Các bạn nhìn thấy sẽ rất là to mọi người thấy không? Nhưng mà cái miệng của nó nha, nó sẽ hơi nhỏ. Thành ra là cái cách mà lấy đồ ra, lấy đồ vô mọi người nó sẽ hơi bị cực các mọi người, hơi bị khó nha. Đây mọi người, khi mình lấy ra bên trong mọi người ha, nó sẽ rất là nhỏ, kiểu như là nó thiết kế như sao đó. Mình thấy là khi mà các bạn để đồ vô nó sẽ hơi khó khăn mọi người. Ở đây, đây là cái điện thoại Romax nè. Khi mà mình bỏ vào thì mình sẽ bỏ theo cái kiểu này mọi người ha. Rồi mình sẽ nhét nó vô trong. Nói chung mình thấy nó hơi bị bất tiện cái phần này nè mọi người nè. Cái miệng nó không có rộng á, khi mà bỏ vô thì nó sẽ nằm lọt ở trong luôn. Nhưng mà con cái là khi mà các bạn lấy ra thì các bạn phải để thẳng như nè. Đó, lấy ra nó sẽ hơi bất tiện cái phần này ha. Rồi, ở bên hai bên hông mọi người nè, nó sẽ có những cái khóa mọi người ha. Hai cái khóa là để nó hít lại á. Đó, nó hít lại như nè mọi người nè. Nhưng mà chắc mình nghĩ là cái này sẽ không xài tới mọi người ha. Các bạn chỉ sử dụng là sách thôi mọi người. Cái này sách rất là đẹp mọi người ha. Cái thiết kế của cái nó giống như là cái phần quai mọi người nè, nó sẽ làm giống như là cái phần túi luôn, thành ra là nó sẽ may lại á nè. Những cái phần này nó may lại nè, các bạn lấy ra rất là kỹ nha, đừng có lấy mà nó mạnh bạo quá nó sẽ bị bung chỉ đó mọi người. Đó thì cái này là sách mọi người, sách sẽ rất là xinh mọi người ha. Hoặc là các bạn có thể đựng đồ thì mình thấy là đựng cũng ok, đựng điện thoại cũng được, đựng ví cũng được, nhưng mà con cái là lấy ra sẽ hơi bị khó thôi. Cái này nếu mà mình nghĩ là nếu mà nó thiết kế theo kiểu như là nó sẽ có những cái nút bấm luôn, bấm lại mọi người ha, các bạn banh ra bấm lại thì nó sẽ rất là ok. Còn này nó thiết kế kiểu như là nó may chết luôn mọi người. Quay về lại phần dây thì mình cũng có giống y chang như là cái da mà nó rất là mềm, và cái da này nó cũng rất là xịn mọi người, mình nghe cái mùi rất là thơm. Đó, ở đây, đây là cái móc của nó nè, nó cũng sẽ có những cái phần tăng đơ bằng móc luôn mọi người ha, nhìn cũng rất là hay và rất là xinh. Nghe cái phần này mọi người nè, thì các bạn chỉ cần mở ra rồi các bạn gắn vào cái kia các bạn đeo thôi. Tại vì cái này mình đã cho nó mới luôn cho khách, để khách về khách họ tự họ làm luôn mọi người ha. Và cái dây này nó cũng sẽ cũng ngắn mọi người, các bạn mang ngắn ngắn cũng ok mọi người ha, các bạn có thể mít dài là cũng được nữa không sao. Đó, để khi mà gắn vào thì nó sẽ như vậy mọi người ha, các bạn có đeo thôi. Tại vì mình cũng hơi lười lấy cái này ra mọi người nè, lấy ra thì gắn vô luôn mới công tháo lại thôi. Đó thì các bạn sẽ hình dung dễ hơn là về cái túi này mọi người ha. Thì với mình thì mình đánh giá về cái túi này thì cái giá của nó rất là rẻ mọi người, chỉ có 17 triệu thôi. Nhưng mà nó sẽ có một cái mùi da kiểu giống như là da, không phải là da xịn giống như là những cái túi Gucci hay gì đâu mọi người, da thường thôi. Mình mà nó có một cái mùi mình cảm thấy là cái da nó cũng chắc chắn mọi người, nó không có bị quá kiểu như là eo ụt giống như là những cái túi mà của cái thằng sale mọi người ha. Thằng sale mình thấy nó dởm lắm mọi người. Còn về cái em này mình thấy nó hot là do
cái thiết kế của nó mọi người ha, và cái kiểu của nó nhìn cũng rất là xinh mọi người nè. Mà đặc biệt thì mình lại không thích cái em này là ở bên trong mọi người, cái miệng của mọi người nó xanh rất là nhỏ, và cái em này được sản xuất tại Made in Japan mọi người ha, mình thấy ở trong nó có cái hình đó. Thì cái em này hiện tại mình đang có giá tầm khoảng 10 mấy triệu, và lúc mà nó hot lên mọi người nó có tăng giá nhẹ một xíu, thì năm sau có thể là nó sẽ tăng hơn mọi người ha. Thì nếu mà mọi người thích cái túi này thì mọi người cứ inbox cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Phở bò của mình là 3 gác, còn không là các bạn, và cái bay của mình, bay của mình là 7 super gác. Nếu các bạn tìm không ra cái phở bò và cái bay thì bạn gọi vào số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng tất cả các mạng xã hội, các bạn kêu với mình sẽ báo giá cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm chuông thông báo cái bên để nhận những video mới của mình, nhớ cho mình một tim bên TikTok. Rồi, chào mọi người.